Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì đến những ngày Tết á, thì mình cũng thường làm bánh mứt cho gia đình mình thưởng thức. Và thứ nhất á, thì mình cũng có biếu cho người thân. Thứ hai á, thì mình cũng để cúng kiến trong gia đình. Và mình cũng chiêu đãi bạn bè khách tới nhà thì mình cũng có món á, thì mình đãi cho khách ha. Thì hôm nay á, thì mình cũng mua được chuối sim đen. Mà trái á, thì nó no tròn như thế này nè các bạn. Thì mình làm miếng chuối ép á, thì nó sẽ đẹp và nó sẽ ngon hơn. Nó lên cái màu vàng rất là ngon các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lột chuối rồi mình phơi trước là một nắng thì cho nó dốt lại rồi mình mới ép thành một miếng tròn được nha các bạn. Chứ nếu mà mình để nguyên một trái tươi như thế này mà mình ép luôn á thì cái miếng chuối của mình á nó bị trơn trợt, mình thứ nhất là mình khó ép, thứ hai nữa thì nó trơn trợt lắm, mình ép không có được đâu các bạn. Thì chuối á, mình lột á thì những có cái chỉ sơ như thế này thì mình nhớ là mình lột cho nó sạch luôn ha, chứ tránh nhiều khi á, là mình không lột sạch á, thì nó sẽ có cái răng chỉ lên thế này thì cái miếng chuối của mình nó có chỗ đen thì nó sẽ không có được đẹp lắm. Thì bây giờ là mình sẽ lột chuối ra, thì nắng bây giờ nó đang gắt các bạn, thì mình sẽ đem mình phơi luôn. Các bạn thấy nè, cái chuối của mình nè, nó rất là no tròn, nhìn nó rất là đẹp lắm luôn. Mình làm lên cái miếng chuối như vậy thì nó sẽ ngon lên các bạn. Thì trời á, thì đang nắng gắt các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ phơi chuối á, cho nó dốt dốt lại. Thì sáng hôm sau á, thì mình sẽ ép chuối luôn ha. Đặng cho nó kịp cái nắng á các bạn. Thì mình cũng lấy cái miếng nhẫn này nè. Thì mình sẽ đậy lại. Tránh nhiều khi á, là ruồi á, hay là con này con kia gì nó bay vô á các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ phơi chuối ở đây. Thì sáng hôm sau thì mình sẽ ép chuối luôn nha. Chuối là mình phơi cũng được một nắng nè các bạn. Bây giờ chuối của mình á, bây giờ nó đã dợp xuống hết rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ đem vô trong, mình sẽ ép chuối luôn nha. Thì chỗ người ta làm á, thì người ta cũng có cái khuôn. Còn nhà mình á, thì không có khuôn các bạn. Thì mình cũng dùng cái dây ni lông như thế này. Đặng là mình sẽ tạo thành một cái khuôn. Đặng mình ép chuối á, cho nó dễ nha. Thì mình cũng đặt cái khuôn á, vào trong cái thớt của mình. Thì mình cũng lấy là hai trái chuối. Thì mình sẽ để vào trong cái khuôn của mình luôn. Và sau đó thì mình cũng lấy một cái túi ni lông thì mình sẽ đậy lại thế này. Mình sẽ lấy tấm thớt, mình sẽ đập miếng chuối của mình xuống cho nó hơi dẹp dẹp xuống. Và sau đó thì mình mới chồng lên rồi mình mới ép được nha. Thì miếng chuối á, thì mình đập á, là nó cũng đã dẹp nè các bạn. Thì mình sẽ lấy một miếng chuối thì mình sẽ chồng lên cái miếng chuối này. Rồi sau đó thì mình sẽ để cho giữa cái thớt như thế này. Mình sẽ đậy lại rồi mình sẽ đập xuống cho miếng chuối của mình á, cho nó tròn ra. Cái này mình chỉ cần đập thôi chứ mình không cần ép xuống nha các bạn. Như mình đập á, các bạn thấy nè, cái miếng chuối của mình á là nó đã dẹp ra nè. Thì mình cũng dùng cái tay á, thì mình sẽ đẩy cho cái miếng chuối của mình á cho nó tròn. Mình chỉnh sửa cho miếng chuối của mình cho nó tròn tròn lại tí xíu. Chứ tránh nhiều khi miếng chuối của mình á là nó không có được tròn thì nó sẽ bị méo thì nó sẽ không có được đẹp nha. Đây, miếng chuối của mình nó đã tròn rồi. Thì giờ mình sẽ lấy cái tấm thớt này thì mình sẽ đè nhẹ xuống. Đặng giúp cho chuối của mình cho nó đều nha. Rồi mình sẽ lấy cái túi ni lông này ra. Khi mà mình ép á các bạn thì cái miếng chuối nó cũng thường hay dính ở trên cái túi ni lông này, cho nên là mình cũng phải dùng cái gấp á. Đặng mình sẽ khều xuống, chứ để nhiều khi nó dính trên bịch á thì nó chỗ nó bị lủng thì nó sẽ không có được đẹp. Thì mình sẽ lấy luôn cái vòng ra luôn ha. Thì mình sẽ đặt miếng chuối vào trong cái xìa, đặng mình phơi luôn nha các bạn. Thì mình cũng lấy cái gấp á, là mình cũng đùa nhẹ xuống. Mình đùa nhẹ xuống như thế này nè, tránh nhiều khi cái chỗ nó bị lủng á các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ ép tiếp miếng thứ hai nha. Thì mình cũng lấy là hai trái, mình cứ việc là mình cho vào trong cái thớt của mình luôn, rồi mình đặt cái vòng lên, rồi mình sẽ lấy túi ni lông mình sẽ đập xuống, rồi mình sẽ lấy tấm thớt thì mình đè xuống như vậy luôn ha. Thì mình lấy cái miếng chuối này á thì mình chồng lên cái miếng chuối khác, đặng mình ép á cho nó tròn ra các bạn. Mình cũng đập xuống cho nó dẹp dẹp ra. Đây các bạn thấy là mình đập thôi là nó đã dẹp ra rồi nè, nó cũng đã tròn luôn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy chuối ra, mình để vào trong cái xìa luôn.
chuối thì mình cũng đã ép tròn ra rồi ha. Thì các bạn thấy là mình làm ở thủ công ở nhà, miếng chuối của mình ra nó cũng tròn như thế vậy là nó cũng đã đẹp rồi đó các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ phơi nắng ha. Thì ngày mai thì chuối của mình cho nó ráo ở bề mặt ở bên trên như thế này. Rồi mình sẽ chở miếng chuối của mình nha. Thì mình cũng lấy khăn giấy mùng thì mình sẽ đậy lại giúp cho cái miếng chuối của mình nó được khô ráo hơn và tránh nhiều khi có con này con kia nó bay vào đó các bạn. Thì mình sẽ phơi chuối ở đây là một nắng ha. Sáng hôm sau thì chuối của mình nó khô ráo rồi thì mình sẽ chở chuối luôn ha. Chuối thì mình đã phơi được là một nắng nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ chở chuối luôn ha. Thì các bạn thấy trời thì ở bên ngoài nó thì nó đang nắng gắt dữ lắm các bạn. Cho nên là mình làm cái món chuối ép này á thì mình làm nó rất là được. Cho nên nó là mình đợi khi mà nắng mà gắt á thì mình làm chuối ép á thì miếng chuối của mình thứ nhất là nó vàng, thứ hai á thì nó mau khô nữa. Chứ nếu mà mình làm mà trời mà nó không có nắng á thì mình phơi á nó cũng lên cái màu không có được đẹp, là nó miếng chuối của mình nó sẽ bị đen. Cho nên nó là mình phải lựa lúc mà trời mình nắng gắt á mình làm chuối ép á thì nó sẽ ngon, màu sắc thì nó cũng đẹp nữa. Nè các bạn thấy cái miếng chuối ép của mình nè, nó lên cái màu vàng rất là đẹp ha. Thì cái miếng chuối mà khi mà mình ép xuống á thì nó hơi ướt á thì nó sẽ dính cái xìa của mình, nhưng mà khi mà mình phơi cho nó một nắng rồi á thì miếng chuối của mình nó dẻo lại thì mình sẽ lấy lên á nó cũng rất là dễ dàng chứ nó không có bị khó các bạn. Nhưng mà mình nhớ là mình cũng lấy lên từ từ thôi, mình đừng có mà lấy mạnh quá thì miếng chuối của mình nó sẽ bị gắt hết rồi các bạn. Tại mình ép mỏng á cho nên là mình phải lấy từ từ thôi. Chở chuối xong hết rồi á thì mình sẽ phơi thêm một nắng nữa, chiều mình sẽ đem xuống thì mình sẽ thưởng thức được rồi đó các bạn. Thì nhà mình á cũng có cái sân thượng á thì nó cũng rất là thoáng các bạn, cho nên nó là nhờ cái mình có sân thượng á là mình cũng phơi những bánh mứt á thì nó cũng rất là tiện. Thì hồi sáng giờ á là mình cũng phơi chuối rồi gì á ở trên sân thượng này thì giờ chuối nó cũng đã khô ráo rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lấy ra thì mình sẽ chất vô dĩa thôi các bạn. Đây các bạn thấy những cái miếng chuối của mình nè, nhìn nó rất là ngon và nó hấp dẫn lắm luôn, quá trời ngon luôn các bạn. Thì như đó mình làm cái món chuối ép này á thì mình nhớ là mình cũng lựa mà thời tiết á mà cho nó nắng gắt á các bạn, đặng mình làm miếng chuối á thì nó vừa đẹp mà nó vừa ngon. Còn nếu mà mình lựa ngày mà nhiều khi nắng mà không có tốt á thì mình phơi chuối á, mình để lâu ngày quá thì miếng chuối của mình nó sẽ bị thâm đen. Thì lúc đó là miếng chuối mình nó cũng không có được đẹp mà cũng không có được ngon nữa các bạn. Đây các bạn thấy những cái miếng chuối nè, nhìn nó cũng rất là ngon ha. Thì bây giờ là mình cũng lấy chuối luôn, mình sẽ chất vào trong dĩa và mình sẽ để dành mình ăn Tết các bạn. Thì chuối ép này á, là mình chỉ cần là mình bỏ ra 3 ngày thôi là mình cũng đã có ra được một món chuối ép. Nhìn nó rất là ngon và nó hấp dẫn đó các bạn. Nhìn nó miếng chuối nó cũng rất là đẹp mắt ha. Thì các bạn cũng sắp đến Tết rồi thì mình cũng làm thử những cái món chuối ép này cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.